bắt hoa hồng quế nhá. Thực ra mình không biết là tên gọi này hoa hồng quế hoa gì ạ. À? Tại vì là hồi xưa mình thấy là từ nhỏ đến lớn nhá, ở nhà mình có một cây hoa hồng quế, bố mẹ mình hay gọi thế, cho nên mình sẽ gọi thế nhá. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người bắt hoa đấy. Hoa đấy mọi người sẽ sử dụng đuôi hồng trái nhá, đuôi hồng trái, đuôi gia công nhá. Ở đây mình sẽ dùng đuôi gia công. Cái đế hoa này mọi người sẽ để đầu to đi sát vào cái dù xoay nhá, đầu nhỏ hơi nghiêng lên, bơm này, xoay dù. Tiếp theo tầng cao này, bơm xoay dù này. Mọi người dần dần đưa cao lên thế nhá. Mọi người lưu ý là mình bơm nhé, bơm này, xoay dù thế, mình không cần đi tay nhá. Cái đế cao tầng này là được. Sau mọi người sẽ đi cánh nhé. Ở đây mọi người sẽ đi cánh này, mình sẽ ghim cái đầu to vào cái đế hoa nhé, ghim nó vào đế hoa nhé, chầm này, hơi nhấc ra, vừa bơm vừa xoay dù. Mọi người lưu ý mình bơm đều kem nhé. Mình xoay hơn một vòng để cái nụ của mình sẽ chắc ạ. Tiếp theo mình sẽ đi cánh này. Cánh mọi người đặt cao cái đuôi lên nhé. Cái đầu đi sát vào này, bơm này, xoay dù này. Cánh tiếp theo đi từ giữa cánh trước này, bơm, xoay dù. Mình hơi đưa từ dưới lên này, xoay dù ạ. Hoa hồng quế này, cánh của mình nó sẽ khá là ngắn nhé. Và có cánh nó sẽ chồng lên nhau. Sẽ đi từ hơi giữa cánh trước này. Và sau cả cánh nó hơi chồng lên chết đi như này nhé. Mà có cánh thì mình sẽ không trồng lên nữa, mà mình sẽ đi luôn nối tiếp cánh sau. Mà có cánh thì mình sẽ trồng lên. Bông này nó cánh nó rất là ngắn, và mình thấy cái chu kỳ nở của nó cũng ngắn luôn. Có khi mình thấy sáng nó nở và tối nó tàn nữa. Bơm xoay này. Mọi người dần dần mình nở ra mình sẽ hơi nghiêng cái đầu nhỏ ra một xíu nhé. Mình sẽ hơi đưa từ dưới lên này, xoay dù. Có cánh mọi người đi chồng lên nhé, nhưng mà có cánh mình sẽ không đi chồng lên nha. Nở hẳn ra như thế. Mọi người để nghiêng hẳn cái đuôi ra này. Đó, đầu to đi sát, mọi người lưu ý là mình cầm cao lên, kem cao này, sẽ nghiêng cái cổ tay này như thế này. Nở đến tầm này là ổn nhé.